Xin mời. Có thế à? Có đến tao à? Thôi được rồi. Nhất thiết phải thế không? Nhất thiết đấy. Thế à? Ngày 20 tháng 10, chúc các bạn nữ lớp mình vui khỏe, học hành chăm chỉ, học giỏi. Gì nữa? Gì nữa? À, chúc các bạn nữ lớp mình cái gì cũng khỏe. Ăn khỏe, để khỏe, ngủ khỏe, cái gì cũng khỏe nhá. Gì nữa? Khỏe chả được. Học hành chăm chỉ, nhớ đứng đợi, nhớ học giỏi nhá. Ừ. Nhưng mà học được bằng tớ là được. Thôi, bằng chưa. Thôi, thế thôi. Thế thôi. Hai thằng điên đi quay nhau. Thế thôi. Nào đi. Bố bọn này. Đến đây, cặp đôi tiếp theo. Cặp đôi tiếp theo. Đánh đi. Được rồi, tao quay tất, Còn tùm dung dung, còn biết chỉ quay thì phải nhớ một thôi. 4 à? 4 3 thôi. 3 là thôi đấy, cùng đấy. Cái gì? Thằng nhỉ? Vâng ơi, không sao đâu chị ạ. Nào. Chúng mày ngồi vào đây cho Đức được quay. Giờ để tao nghĩ xem. À, làm nghĩ em cho cái gì ạ? Không nghĩ được trước à? Không nghĩ được trước à? Chưa, không, không. Style. Chứ cái gì bây giờ? Ori Nui. Tao có khỏe nhá, mày có cái gì? Đây này. Đây này. Thằng này. Thôi, đang nam rồi. Nam ơi. Nam ơi. Thiếu công, dù gái hay trai chỉ hai là đủ. Đúng rồi. Em chưa ngồi ngoài để khỏe. Gì hay chứ cái gì? Dù gái hay trai chỉ hai là đủ. Xin đẹp. Thế. Xuống, anh em mình cùng chúc sinh nhật. Ờ, bỏ áo ra, bỏ mũ ra. Thế anh em mình cùng chúc cô sinh nhật. Phương ơi, mày ngồi vào đi. Mày kia mày ai? Thôi. Mày nhớ là có thể ăn. Từ ai? Nhớ cho cái gì nào. Bắt đầu nhá. Đúng dáng ngồi của đàn bà. Chúc các bạn nữ lớp 10 ngày càng xinh đẹp hơn, mặt dày hơn. Hết rồi à? Ừ. Đi hết rồi chứ. Đi hết rồi đấy. Không đâu. Đi đấy. Đi đấy. Đéo có giày dép bị chìm được. Action. Đúng nào? Quay chưa? Rồi. Anh em nhân dịp 20 tháng 10, chúng tôi xin chúc các bạn ra ngay chỗ kia rồi. Nữ xinh đẹp như một đóa hoa. Thông minh như người. Khỏe mạnh như bò. Và bớt đánh đá để cho chúng tôi một ngày bình yên. Xin chào các bạn. Đâu. Ok men. Muốn chúc các bạn nữ nước mình là luôn vui khỏe, học tập giỏi và luôn thành đạt trong cuộc sống. Nên đây mình cũng muốn nói luôn là thời gian tới mình sẽ phải xa lớp. Không biết mình có thể có cơ hội quay lại không. Mong các bạn sẽ luôn nhớ mình và mình sẽ luôn giữ kỷ niệm với các bạn trong trái tim mình. Quay rồi đấy.